Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì mình đã rất là bất cẩn luôn. Mình đã không thể thu hồi kịp Diablo Ceratops vô. Và cái kết là chúng ta đã mất đi thêm một người bạn nữa rồi các bạn ạ. Ôi nữa, cái gì đây? Người ta đang không được vui cho lắm nha. Đi chỗ khác đi. Ghé nhà nữa. Và chiến này thì mình sẽ cẩn thận hơn bằng cách là khi đi á, mình sẽ đem những người bạn khủng long nào mà chuyên đi tấn công tôi ha. Chẳng hạn như là Tre Mozilla nè, một khủng long rất là mạnh về mảng chiến đấu ha, mà cũng rất là nhiều máu. Tiếp theo đó thì mình tính là dẫn theo cả gia đình của Tre Mosaurus ở bên phía bên kia nữa các bạn ơi. Ồ, mình tính chắc thì Tre Mo cũng là một chiến binh thực sự á. Ok, và hôm nay trước khi đi thì chúng ta sẽ dạo quanh cái khu vườn này một cái. Bởi vì những loài vật mà hôm qua mình hồi sinh á thì hôm nay cũng đã bự khá là nhiều rồi. Và trước mặt mình đang là một loài thú ăn kiến cổ đại á, có tên là Megatherium các bạn ơi. Và khi lớn lên thì loài này cực kỳ to luôn á. Trời ơi, không kém cạnh gì đời ơi cổ đại đâu nha. Còn Triceratops thì cũng đã bự rồi cơ. Ê, chưa. Còn một loài nữa mà hôm qua có chút xíu à. Để coi. Kia chính là Velociraptor sau khi lớn đó các bạn ơi. Kích thước không tăng quá nhiều ha. Vẫn giữ được cái nét gì đó lúc còn nhỏ. Ok, và còn một loài nữa mà mình chưa có bắt gặp nè. Đâu rồi kìa. Hình như loài đó hơi nhút nhát các bạn ơi. Chưa gặp nữa, xíu mình ra mình thăm sao ha. Còn riêng ở đây là khủng long Ulobosaurus. Loài này thì khá là hung dữ luôn. Lúc lớn lên á, mình thấy là có đi cắn mấy em khủng long nhỏ nhỏ, nên là mình phải cách ly các bạn ơi. Hên là không có cắn mèo nè, chứ cắn mèo là chắc mình biệt giam luôn rồi đó. Giờ thì mình lại gần thì không cắn. Chỉ ăn khủng long thôi à. Nên là bắt buộc phải vô đây rồi. Từ từ thì mình sẽ làm bạn với cái loài khủng long nguy hiểm đó ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tiếp tục cho DNA vào. Tại vì hôm qua mình đã bất cẩn á, để cho một vài cái trứng nở không thành công các bạn. Nở ra rồi bị mắc kẹt và ngõm luôn. Nên là bây giờ mình phải up thêm ấy. Chưa, trước khi đi ngủ mình sẽ ra ngoài thăm cái loài khủng long mà có cái phần đầu tròn tròn, cũng rất là dễ thương nữa. Chắc là núp ở đâu đó rồi đó. Ủa đâu ta? Hello? Kem Pachycephalosaurus đâu rồi ta? Ôi trời, con xương này còn bắn đi xe ra top nữa chứ. Rồi luôn một lỗ tay quay. Ê, kìa, em đây nè. Đây rồi. Ôi, ai. Trời ơi, em này hung dữ quá các bạn ơi. Em hút cả mình luôn mà. Ôi trời ơi, em không hề dễ tính một tí nào luôn. Ok. Trời đất ơi, nhỏ mà sung thấy ớn thì chứ. Ê, vậy. What the heck, chỉ là hai loài này đối nghịch nhau các bạn ơi. Lại thêm một nhóc khủng long nữa bị cách ly rồi. Nhóc này mình sẽ để đâu ta? Tránh trường hợp là hai loài này sẽ săn nhau các bạn ơi. Ồ, ở đây là thấy không được rồi đó. Chưa gì là hai nhóc này định bem nhau rồi. Ok, vậy nha. Nước sông không phạm nước mía. Rồi đó. Vậy là hai nhóc này mới không hút nhau các bạn ơi. Không thôi mệt mỏi lắm. Rồi, công việc ở nhà thì cơ bản đã xong. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi dẫn anh Long với chị Long theo. Là chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để chúng ta đi tìm vùng sa mạc cái đó. Hôm qua chúng ta đã mất tới mấy ngày mà không có tìm được vùng sa mạc. Đã thế còn mất luôn thêm một em khủng long nữa chứ. Hy vọng là bữa nay chúng ta sẽ may mắn hơn và đạt được thứ mình muốn ha. Ok, vừa tới nơi thì gia đình của anh Long đang xung vầy ở đây nè. Đúng rồi. Nhìn cái diện mạo mới của anh Long với chị Long mình mới để ý ta. Mình có thể biến hình cho Tre Mozilla nhà mình. Đúng rồi. Bữa nay đi thì mình sẽ dắt anh Long với chị Long về nhà. Thôi dắt cả anh cả chị đi. Con trai của anh Long chị Long dắt theo luôn. Rồi bữa nay dắt cả gia đình luôn ha. Cuối cùng là Tre Mozilla ở phía trên nóc nhà mình thôi. Mà trước đó thì để mình vô trong mình lấy Tectonic Shack đi. Không. Mình sẽ lấy cái Amber Curiosity. Tại vì cái đó sẽ biến Tre Mozilla về dạng nguyên thủy.
mình đang tò mò không biết dạng nguyên thủy của Tremorzilla sẽ trông như thế nào á. Wow 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 wow, háo hức á nha. Các bạn đoán dạng nguyên thủy của Tremorzilla sẽ màu gì? Mình thì đoán là sẽ hơi màu vàng. Ừ, không biết có đúng hay không đây. Bầm. What? Ui dồi, dạng nguyên thủy của Tremorzilla là màu đen kết hợp với màu tím ở trên lưng. Wow, ngầu ác luôn các bạn ơi. Vậy thì hơi thở nguyên thủy của em sẽ có màu gì? Chắc là màu tím luôn hay sao? Mình sẽ đi ra cái khúc biển này để mình test ha. Bắn ra biển đi các bạn. Ừ, chứ bắn ở trong đất liền thì hơi nguy hiểm, tàn phá địa hình lắm. Bắn ra biển đi. Để coi coi hơi thở nguyên thủy sẽ màu gì ha. Nếu màu tím thì mình nghĩ cũng rất là đẹp á. Ok, chuẩn bị tấn công bằng hơi thở nguyên thủy nè. Rồi rồi, để cho em vận sức cái đã các bạn ơi. Và chuẩn bị bắn lên trời luôn. Ý. Ui, màu tím thật các bạn ơi. Wow, ngầu ác luôn. Nice. Ok, với hình dạng mới này mình nghĩ Tremor sẽ chiến đấu rất là sung đây. Rồi, được rồi đó. Chuẩn bị lên đường thôi các bạn ơi. Let's go. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Gì là? Hả? Bãi cát. Quay 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 quay, có lẽ nào. Tới rồi các bạn ơi. Hình như mình đã đặt chân tới sa mạc rồi. Quay. Được 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 nha. Ui trời trời trời, mình quên Tremor không có. Tremor Saren không có biết lỗi. Ok, tới khúc xong mình chịu khó mình tự lội cũng được. Oh wow, ở đây có những Petrified Log, kiểu dạng như là những khúc gỗ hóa đá đó các bạn. Ờ, chắc đây là dấu vết của thời kỳ cổ đại nè. Ê, liệu rằng mình có thể phát hiện ra những cái hóa thạch không? Hoặc là những loài khủng long cổ đại ở cái vùng này? Wow, có vẻ là cái vùng sa mạc này cũng... Úi, cũng tương đối rộng nha. Và đằng kia mình thấy còn có... cái gì nữa kìa. Ê, what? Anh Di Cá. Mình sẽ cho anh Di Cá... Ủa cái gì vậy? Mình mở được cái thành tựu vậy? À, thành tựu lượm cái khúc gỗ này các bạn ơi. Ok, rồi, đánh nhau với anh Di Cá luôn. Cà khịa anh Di Cá nào. Quẩy đi. Đúng rồi. Ui. Sức mạnh nguyên thủy của Tremor. Ui dồi, ui dồi. Đúng rồi, trời ơi, dậm. Dậm như vậy. Mà sao chở. Ok, phải tập luyện mới được các bạn ơi. Ok. Ê, chơi 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 chơi. Trả thù á, ow. Ui ui, định trả thù cho đồng đội các bạn ơi. Ui trời. Ui ui, Tremor chuẩn bị bắn tùm lum. Oh no, oh no. Mình phải chạy trước khi Tremor bắn tùm lum. Ui 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 ui, bắn tùm lum ơi. Ui da, ai ai ai. Ui mày quá, mình không sao. Ui ui, hên là kỹ năng hơi thở nguyên thủy đó không có gây sát thương lên mình ha. Nữa hả? Gì đây? Mình đụng vô đại gia đình của anh Di Cá rồi. Áo. Ê. Không được. Ok, chắc sẽ ổn thôi. Mình cũng có gia đình của anh Long mà. Rồi. Ê, nữa hả? Gì mà nhiều vậy? Ok, lần này mình sẽ giáp lá cào luôn. Giáp lá cào luôn. Ok. Mình sẽ giữ khoảng cách rồi dùng Extinction Spear của mình và phóng các bạn. Hả? Phóng một rồi. Ow. Trời đất ơi, khủng long di nhanh quá. Rồi xuống nước khủng long sẽ bơi rất là chậm luôn. Rồi, lợi thế đang nghiêng về mình. Đấy rồi. Yếu thì dùng thế thôi các bạn ơi. Ok, tạm ổn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến thẳng lại cái khu vực đằng kia, nơi mà có công trình gì đó mình nghi là nó sẽ chứa cái cây táp liệt đó các bạn. Ừ, không biết mình đoán có đúng hay không nữa. Ui da. Trời đất ơi, mấy con sương này. Dám bắn anh Long à? Ok,
sửa đẹp nó thôi. Bắn anh Long. Ủa con của anh Long chứ lộn. Này thì bắn. Này thì bắn nè. Ok còn một con nữa. Gì đấy đánh thuộc không vậy? Rồi. Ok để chiến binh này hồi phục máu lại đi các bạn ơi. Chưa tới màn combat chính nữa mà đội hình khủng long của mình trọng thương hết trơn rồi. Trời đất. Ồ trong đây có rương. Ê nhưng mà khoan. Rương này như rương 7 sao các bạn à. Ồ nó chỉ có yên cửi thôi. What? Đây có thức ăn. Cái chỗ leo lên trên và phía trên này. Ủa không giấu gì hết hả? Ơ kìa. Trời ơi vậy mà mình tưởng nó là kim tự tháp xịn. Ai dè. Kim tự tháp dởm rồi các bạn ơi. Oh no. Ui. Creeper đột biến. Oh no. Và này phải nhờ tới Tremozilla thôi các bạn ơi. Không biết một hơi thở nguyên thủy có thể kết liễu được con Reaper kia không đây. Chúng ta cùng test thử nha. Rồi kích hoạt lên. Chuẩn bị mình sẽ nhắm thẳng vào con Reaper đột biến đó. Ok. Và tấn công nào. Ok. Ui mình đẩy nó ra biển rồi. Ui kết liễu được chưa vậy? Ôi hình như nó mất xác luôn rồi các bạn ơi. Ồ, vậy là một hơi thở nguyên thể vẫn knock out được một con quái vật đột biến nha. Yeah. Phải như vậy chứ. Không biết là mình ha nhuộm màu cho anh Long xong. Ủa nhuộm màu cho Tremor xong á thì Tremor có tăng đam không nhỉ? Hình như có tăng đam hay sao các bạn. Cảm giác là bây giờ Tremorzilla đã mạnh hơn hôm qua được một ít á. Nani. Không biết các bạn có thấy vậy không. Ui trời. Ui có lạc đà nữa. Wow. Đi coi bác này là thủ thư đúng không? Bác bán cái gì đây? Ủa có rương nhưng mà ớ rương trống lỏng rồi các bạn ơi. Ủa dân làng có nuôi Axolotl dễ thương vậy. Ôi trời. Ê giờ mình ghim cái chậu của dân làng về có sao không ta? Ôi trời. Thôi dân làng ơi, tôi lỡ tay, tôi thấy đẹp quá, tôi lỡ tay thôi. Ok. Ngoài ra thì làng cũng không còn gì hết các bạn ơi. Ờ. Thôi chắc mình sẽ không báo làng đâu, mình sẽ đi tiếp ha. Chỉ có điều là cái vùng này mình không thấy kim tự tháp hàng riêu nè. Mấy chi gặp kim tự tháp hàng riêu thì hay biết mấy á. Wait what? Lại thêm một ngôi làng nữa. Ồ tính ra ở cái sa mạc này mình tìm được hai ngôi làng luôn á các bạn ơi. Ê trên kia một cái nữa cơ. Nhưng mà quen lắm, cái trên kia giống như cái kim tự tháp hồi nãy lắm nha. Ờ. Ủa nhưng mà khoan. Ủa cái này cái làng hay là cái kim tự tháp vậy? Ui, hình như đây là kim tự tháp các bạn ơi. Hả? What the hell? Ê, nè, mấy cái con xương mà nó có mặc cái áo giáp có mẫu rèn luôn mà. Nhìn VIP thật sự á. Ok, mình sẽ dọn chỗ này ra cả thử coi. Dưới này. Ui, dưới này có rương. Wow, vậy là đúng rồi các bạn ơi. Đây quả thật là kim tự tháp rồi. Ủa, ở đâu vậy? À đây. Sau đó thì quẩy thôi. Ê nhưng mà đây là rương, hình như rương 7 hay sao á. Đó chính xác nè. Không cẩn thận là nó nổ như chơi. Nếu mà như vậy thì những chỗ xung quanh chắc sẽ còn nhiều cái rương giấu lắm đây. Mình sẽ từ từ khám phá ha. Và mình nghĩ cái chỗ này chỉ là ở bên ngoài thôi. Chỗ chứa đồ xịn chắc sẽ nằm ở trung tâm. Đây, những cái con xác ướp nè. Nó đang canh giữ nè. Thử gọn nó liền. Tên nào nữa, bước ra tiếp chiêu. Tự xử, à mình còn cái khiên nữa mà nhà. Đâu rồi ta, cái khiên 500. Hình như mình để cái khiên 500 ở nhà rồi. Vậy thì khỏi dùng khiên. Trời ơi mới là khỏi dùng khiên luôn á. Ui dồi. Thiệt luôn cái miệng mình ăn mắm ăn muối thiệt chứ. Ok clear. À, vậy là những căn phòng ở đây các bạn, nó sẽ nằm rải rác nha. Nó không có nằm ở một nơi cố định đâu hết. Úi dồi. Ồ đây nè. Wow. Trong chậu chứa một ít gạch. Và đây chắc là chỗ lăng mộ Pharaon đây. Chuẩn bài luôn á. Nhưng mà mình nghi có rương 7 quá. À không có. À ha, có mật ong. Hết rồi. Nhưng khoan đã,
Phía trên này mình thấy nó có lối đi. Hả? Lại thêm lăng mộ khác à? Hiểu luôn, hiểu luôn. Bằng cách đào bới này chúng ta sẽ tìm được những cái khu mộ nằm cạnh nhau giống như vậy hết các bạn. Và để xem coi. Ui, có cái rương. Ủa, cái thùng giấu đồ nữa nè. Ghê chưa? Nhưng mà nãy giờ mình không thấy cạm bẫy gì ha. Tính ra mình còn may mắn chán á. Ủa, còn nữa nè. Wow. Ui, có nước nữa. What the hell? Đâu nước, nước ở đây nữa vậy? Hả? Ê, 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 ê. Cái con zombie đột biến hôm qua. Chính nó. Ây da. Ây da. Cái con zombie khủng khiếp. Mình phải xử nó. Nói chung thì trong này nó có nhiều điều bí ẩn lắm các bạn ạ. Ồ, còn có kim cương nữa nè. Ok. Ở dưới còn nữa. Ôi. Hình quá. Đây chỉ là những con xương và những cái xác ướp bình thường thôi. Chỗ này chật quá các bạn ạ. Không có cho khủng long ra trợ giúp được gì luôn á. Và cũng chả có cái kho báu gì dưới này hết. Có vẻ là mình đánh giá hơi cao cái kim tự tháp này rồi. Không có gom được một cái cave tablet nào mang về hết. Buồn luôn. Ủa, kia là cái lều của... What? Gì đây? Cái gì mà to vậy? À dạ, đây là danh trại của cướp dân làng các bạn ơi. Ok, đúng rồi. Bữa nay mình cho anh Long thể hiện các bạn ơi. Gặm. Ui trời ơi, skill này cực kỳ khó chịu luôn. Gặm vậy, lắc lư các bạn. Được thật sự. Ok. Hỗ trợ thôi. Ui, đằng kia hình như là một cái kim tự tháp khổng lồ các bạn ơi. What the hell, cầu được ước thấy à. Ủa, tên kia nữa. Sợ quá không dám xuống các bạn. Này thì sợ nè. Danh trại bọn chúng có gì không? À, cũng có ít vàng nè. Táo nữa. Xin luôn. Ui, mà phải công nhận là đằng kia kim tự tháp to nha. Chà bá lửa luôn á. Thôi được. Lỡ rồi. Mình đành đặt cái hy vọng cuối cùng vào kim tự tháp kia thôi. Nó bự như vậy, mong là sẽ có được khay tablet cho mình nha. Wow, nó cao chót vót luôn các bạn ơi. Hình như lối vào ở ngay trước mặt mình luôn hay sao á. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, cái con gì thấy ghê vậy? Nó canh gác kìa. What the hell, mình có nên kêu khủng long mở đường không ta? Wow. Sao nhìn nó giống như là khủng long cổ đại. Nhưng mà khoan, khủng long xương. Nhưng mà nó lại cầm vũ khí nha. Như vậy thì không ổn rồi. Mình sẽ kêu khủng long mình ra sẵn mới được. Ui, nó tấn công mình. Đúng rồi, gầm gú lên. Hay lắm. Trong này còn một con. Định làm gì? Khủng long gầm một cái nó chạy quá trời. Wow, ở đây nó xây giống như là một cái bộ xương gì đó các bạn ơi. Ê, ghê nha. Khu vực này bắt đầu chật dần rồi đó. Mình nghĩ là mình nên thu hồi khủng long vô bớt lại. Chỗ này không biết. Ủa, có 7 nha. Đây mới là kim tự tháp hàng riêu nè. Kim tự tháp phải có 7 như vậy mới có chuẩn bài các bạn. Ây da. Ê, nó ăn trộm vũ khí mình. Ui, mấy cái con này nó có tuyệt chiêu ăn trộm vũ khí. Lỡ đây. Xử luôn. Hả? Ê, cái con gì to vậy? Ây da. Nó thức tỉnh rồi. What the heck? Trời đất ơi. Cố lên. Khủng long mình gầm thét nó cũng sợ thôi. Wow. Con đó giống như là kẻ canh gác gì đó các bạn ơi. Nhưng mà đỡ cái có khủng long á. Cái gầm thét lên làm nó hoảng sợ. Ui, công nhận đem theo khủng long lợi thiệt. Mình thấy ở đây có rương nè. Cũng có lý chứ. Ây da. Ui, ở đây có mũi tên độc. Cẩn thận. 7 tùm lum luôn á. Rồi,
tạm thời ổn. Trong kẹt này có dấu gì không? Không có gì hết các bạn ơi. Lại có 7 nữa nè. 7 tùm lum hết trơn. Khu vực này. Khu vực này thì không biết là nó dẫn mình đi đâu nữa đây. Ôi, rất là nhiều tên canh gác luôn nha. Rải rác khắp cái kim tự tháp này luôn á. Nữa nè. Wow, thú vị đây. Hình như trong này nó giấu sách các bạn ơi. Quay. Cái tên của cái cục này sao lạ vậy? Đây là Sandton Falling Trap các bạn ơi. Ở dưới có cái rương kìa. Với tới được không? Bây giờ mình không với tới được. Rồi ví dụ mình đeo găng tay vô. Ôi, đeo găng tay 500 vô cũng không mở rương được các bạn ơi. Ở đây nó còn có cầu thang đi lên trên nữa. Vậy là mình đã quay trở lại chỗ hồi nãy rồi nè. Sẵn tiện mình sẽ lấy một ít cái cát kết. Làm vlog qua đây mở rương cái đã. Tò mò cái rương này quá. Ok. Nó giấu gì nè? Nó giấu một ít đồ à. Trời ơi, tưởng đâu kho báu gì xịn lắm. Thôi, trở lại chỗ này ha. Chúng ta sẽ lên trên. Xem thử coi trên này. Lại có quái tiếp. Thêm một cái hành lang nữa. Wow. Không biết là trong kim tự tháp này ẩn chứa một cái điều gì. Mình nghĩ là nó có một cái gì đó các bạn ạ. Tại các bạn biết sao không? Hồi nãy mình đối mặt với một cái con nó rất là to luôn. Bể vệ thực sự. Thế nên là mình đã bắt đầu nghi ngờ cái chỗ này. Đây có 7 nha. Mình lại phải xài trích lõ thôi. Hết cách rồi. Ui. Ở đây là what? Ui, cầu thang đi xuống. Ok. Ủa, mới đi lên. Có. Từ. Chạy thinh niên này chạy. Wow. Bình tĩnh. Không khéo là mình. Thằng ơi, có skill luôn. Chiến binh này cũng mạnh hết. Nhưng mà không sao, mình có khủng long búp sức mạnh tinh thần các bạn. Ok. Mình sắp hạ được rồi. Copeliator. Alright. Mình sẽ lấy được cái đầu ha. Ê, coi chừng. Ui, không khéo là khủng long của mình sẽ bị cháy các bạn ơi. Ây da, mình dính 7 rồi. Cay thiệt chứ. Ở đây có mẫu rèn luôn nè. Lẫm. What? Là một khu vực trong rất là bí ẩn các bạn ơi. Không biết nó có mật thất gì không nữa. Rương thì cũng bình thường thôi. Sao tự nhiên nó đặt mấy cái nút nhìn nghi ngờ thiệt sự luôn á. Cái rương tròn. Trời đất ơi. Ok. Rồi, lên trên cái. Hình như đây là chỗ cao nhất hay sao? Ủa, trên này có gì đâu? Từ. Hả? Chả nhẽ mình phải đi xuống dưới sao ta? Bên kia có gì kìa? Mình sẽ thử ba cô qua bên đó các bạn ơi. Cái phần rìa này mình có thể ba cô được. Ở đây có rất là nhiều cái cát mà mình có thể dùng chổi để mình quét á các bạn. Ok. Nhưng mà mình không có mang theo chổi. Thôi không sao. Rồi, giờ thì mình cứ qua đây trước. Và hả? Đây là cái chỗ bức tượng của Spinopharus. Wow, đây là một loài khủng long hả? Hình như cái ngôi đền này, cái kim tự tháp này tôn thờ cái loài khủng long này hay sao các bạn ơi? Chẳng nhẽ... Thôi xong rồi. Mình lọt xuống dưới rồi. Hình như ngôi đền này là ngôi đền của khủng long các bạn ơi. Kim tự tháp khủng long. Đâu rồi. Ui thiệt. Bình thường kim tự tháp chúng ta sẽ gặp pharaoh nhưng mà không. Đây là pharaoh khủng long các bạn. Mày chui. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Mình sẽ kêu đội hình khủng long mình ra mới được. Ok, vật tổ mình sẽ để sẵn luôn. Rồi, mình nghĩ đã tới lúc để chúng ta
hoàn thành xong cái công trình này các bạn ơi. Đi vào bên trong. Ê chưa chưa, hình như mình cần phải thức tỉnh khủng long nữa hay sao á, bằng cách là đánh bại kẻ canh gác này trước. Ủa cái gì? What the heck cái gì? Ui ui cái gì? Ok, mình bị dính lời nguyền sa mạc các bạn ơi. Nó đảo ngược cái phím mình các bạn ơi. Ây à, mình sẽ tấn công. Tiến lên phía trước. Ui, nó còn có con pháp sư gì nữa kìa. Ây à, ở đâu ở đâu rồi? À, khó chịu quá. Đây đây đây, con pháp sư đây. Con pháp sư, con pháp sư, con pháp sư hả? What's it? Mình đã xử nó rồi. Ok, coi máu. Ui, tremor sắp ngẫm của tỏ rồi. Ui, còn 80 mấy máu à. Ui, không được rồi các bạn ơi. Kèo này chắc mình phải tự xử á. Mình không có nhờ khủng long được nhiều lắm đâu. Nếu mà nhờ chắc mình sẽ nhờ Tremorzilla đi ha. Tremorzilla có vẻ là trâu nhất. Ủa, nhưng mà sao nãy giờ. Oh, đây là Ancient Remain. Wow, trông đẹp vậy. Có cái nào thuần hóa được không ta? Ồ, mà quên, đây là khủng long cổ đại mà. Ừ, nguyên bộ xương luôn. Ồ hả. A few moments later. Mình mới đi chế tạo cái chổi các bạn à. Vì để triệu hồi được Ancient Remain, mình cần phải giống như là lao công gì đó, đi quét dọn ở trong này để chúng ta tìm một thứ rất là quý giá các bạn ơi. Từ từ, qua đây. Ui có luôn nè. Ồ, phải nó không? Ui chính xác rồi các bạn ơi. Nice. Được hai cái luôn, ba cái luôn à. Wow, nhiều vậy. Đã đã. Đây chính là những cái cọng dây chuyền các bạn. Dây chuyền của cái sa mạc. Và với thứ này mình mới có thể kiểu như thức tỉnh được Ancient Remain, một kiểu như là pha ra khủng long á, cực kỳ ghê ở phía dưới. Được mấy cái, 4 cái lận. Quá đã luôn. Rồi đi xuống dưới thôi. Tẩm. Alright. Và nãy giờ không biết là đội hình khủng long mình hồi phục bớt chưa nữa. Ui không ổn rồi, 70 mấy máu, 80 mấy máu. Vô ngưỡng máu tử rồi các bạn ơi. Tremor này vẫn ổn nè. Bây giờ mình có nên làm liều không? Thôi thôi thôi, nãy giờ Tremor cũng chiến đấu nhiều rồi, bây giờ hãy để cho khủng long đại ca hiện tại ra trận ha. Bây giờ chưa gì đã phá nát cây cột rồi. Thôi không sao, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với Ancient Remain thôi các bạn ơi. Làm chế táo trước cho tỉnh. Ok, triệu hồi Ancient Remain. Wow, gì ghê vậy. Ui 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 ui, vui gì đó, tấn công mình với Tremorzilla rồi. Ok, tấn công xong không? Ui ui ui, pha ra khủng long này cũng ghê phết nha các bạn ơi. Hay quá. Ui trời ơi, còn có bão cát nữa. Ây da, ây da, mình bị bão cát hút. Rồi rồi, vẫn ổn, vẫn ổn. Mình câu giờ cho Tremorzilla tấn công thôi. Ây da, bão cát hút rồi. Oh no. Ây, trời đất. À, ui mình không thể chủ quan được các bạn ơi. Cố lên Tremorzilla. Ui sắp rồi, sắp rồi. Một xíu nữa. Đúng rồi. Yes. Với kỹ năng hơi thở nguyên thủy, Tremorzilla đã kết thúc được Ancient Remain rồi các bạn ơi. Lập chiến công lớn rồi Tremor ơi. Wow, mà không ngờ trong kim tự tháp này lại có khủng long các bạn ơi. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nha. Ok, và mình sẽ được tổng cộng 3 thứ, đó chính là Ancient Metal Block nè, Remain School. Wow, wow. Bữa nay là một ngày bá cháy của mình cùng với Tremor thật các bạn ơi. Ok, bây giờ thì chắc mình sẽ sử dụng hơi thở công nguyên một cái nữa ha, để xé toạc cái khu vực này, mở lối để chúng ta đi lên nè. Sẵn tiện tiễn dòng mấy con này luôn, thấy ghét quá. Nó khịa mình lúc đầu á. Này thì khịa nè. Khịa nữa đi. Rồi,
Ui nhưng mà cái lớp đá này cứng quá các bạn ơi, không bắn xuyên qua được luôn á. Thôi không sao. Quậy quậy như đó được rồi. À mà để mình coi thử coi trong này có dấu đồ gì không. Hình như dưới này chỉ có để chúng ta triệu hồi Ancient Remain thôi, chứ không có dấu đồ gì hết ha. Hơi đáng tiếc một xíu. Nhưng mà không sao, chiến lợi phẩm vừa rồi mình thấy cũng khá là hài lòng rồi đó các bạn. Quýnh quýnh cái gì, thích khịa không? Thả ha, đồng đội của mình ra. Chạy. Khủng long gầm rú lên là chạy liền các bạn. Mấy con này lầy thiệt chứ. Thôi, nhiệm vụ thành công. À chưa chưa, mình đi tìm cái cây tablet nữa. Trời ơi, chưa có cây tablet nữa mà. Gì mà nhiều bẫy như vậy. Nó núp kỹ ghê các bạn. Con đó nó núp kỹ ác thiệt chứ. Ui, con kia cũng vậy nữa kìa. Ui không thấy, không thấy luôn. Trời, nó núp mà mình không thấy luôn á. Không có thấy luôn á. Núp gì mà kỹ như vậy. Này thì núp. Ủa phải không ta? Ơ khoan, từ từ. Cây tablet. À không phải, cái này là bị trùng. Trời ơi. Không nổi. Ở đây lại thêm một cái chỗ pha rong nữa đây. Ui đừng nói lại có thêm một Ancient Remain ở đây nha. Ở đây có rương thôi. Ok. Ê, hình như đây mới là cây tablet mà mình cần tìm này các bạn ơi. Ừ đúng rồi đúng rồi. Trời ơi, tưởng đâu là bữa nay không tìm được cây tablet mới rồi chứ. Oh my god. Cuối cùng cũng có một. À và đây là những người đã xây nên cái kim tự tháp này nè các bạn. Wow. Cộng một respect cho những người này ha. Wow, Dodo 3737 MOT cũng như là Highway O. Wow. Đây là những người đã tạo nên cái công trình cực kỳ thú vị này để cho chúng ta cùng nhau khám phá đó các bạn. Đã thiệt chứ. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên này. Nà đi. Trời ơi, trả thù gì mà vô đây trả thù luôn vậy. Thôi thôi. Ân quán quán, bỏ đi. Tính ra mình gây thù chút quán nhiều phết các bạn ơi. Ơi, đây là cái tên pháp sư nè. Né liền. Kêu cũng lòng ra. Dám hả? Chạy hả? Chạy, chơi mà chạy. Cắn đi Tremor, đúng rồi. Này. Và đây là chỗ trung tâm đúng không? Cuối cùng cũng đi ra được các bạn. Yay! Một nơi thôi mà chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay rồi. Wow, nhìn ngắm cái kim tự tháp này cái nữa trước khi chúng ta đi về ha. Cũng hơn là hồi nãy Tremorzilla chưa có bắn cái chùm tia nguyên thủy phá hủy luôn cái kim tự tháp ha. Chỉ hư bên trong thôi các bạn, bên ngoài nhìn vẫn còn mới lắm. Ok, giờ thì chắc đi về thôi các bạn ơi. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên là để cho những nhóc khủng long sẽ nghỉ ngơi ha. Nhất là Tremor nè, hồi nãy giáp lắm mít với Ancient Remain luôn mà. Tương tự với gia đình của Kemosaurus thì mình sẽ cho vô trong này. Sau đó là có một cái kỳ nghỉ dài hạn ha. Bữa nay đi theo mình cũng quẩy căng lắm. Hơn á là hồi nãy mình quyết định cất nguyên gia đình Kemosaurus vô trong các bạn. Chứ cái trận chiến cuối cùng mà cho ra ngoài thì mình nghĩ là khó mà bảo toàn tính mạng đấy. Tại vì Tremosaurus không có được mặt giáp không à. Trời, chạy mất ghét không. Ok, và việc cuối cùng mình cần làm đó chính là chúng ta sẽ đi hồi sinh thêm mấy cái nhóc khủng long mà hôm qua bị thiếu ha. Trứng thì cũng đã được tạo ra xong rồi nè. Đấy, hai quả. Ok, và chúng ta sẽ up ở ngay khu vực này luôn ha. Alright. Đây, trứng của Ulobosaurus nè. Bên này sẽ là trứng Pachycephalosaurus. Cẩn thận, không thôi em hút mình đó. Em địa mình rồi. Và thiết kế, hôm nay chúng ta mới tìm được cái cây tablet mới. Hay là chúng ta phân tích luôn để mình spoil nhẹ. Để coi hang động cuối cùng sẽ là hang động gì ha. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ cho cây tablet vào. Kèm theo đó là một mảnh giấy. Và từ mình tìm, đó là từ bét, con dơi. Từ con dơi bắt đầu bằng hình giống như là cái chiếc mũi gì đó. Kèm theo đó là nốt nhạc của chiếc A đúng không? Ê, đây chắc. Nè, chiếc mũi nốt nhạc. Không phải. Đây là từ Basin gì á. Vậy là từ này. Giờ thì hết sai nha. Tiếp theo là từ Summoning. Ui, cái từ này dài nha.
Ê ê ê, cái này có hai chữ M cạnh nhau nè, nhìn phát biết luôn các bạn ơi. Còn đây là chữ U, hình mặt cười. Ú. Thấy vậy mà dễ dễ các bạn ơi. Và cuối cùng là từ Redstone. Redstone là ôi giống luôn á. Ê thử không? Tại mình chữ R là bốn dấu chấm các bạn. Lần trước mình đã giải mấy lần rồi. Ú, xong rồi. Nice. Vậy là chúng ta đã giải mã được cái hang động cuối cùng. Và đó có tên là Fallen Hollow. Quầy, sao mình dịch Google á các bạn. Cái hang này có tên là Những Khoảng Trống Cô Đơn các bạn. Nghe là thấy FA rồi đó. Ok, và mình sẽ thử tìm kiếm thử ha. Coi coi, Những Khoảng Trống Cô Đơn này. À, có vẻ nó nằm trên đất liền ha. Ok. Wow, wow. Nhìn nó cũng ma mị lắm các bạn ơi. Ồ, nè. Có những cái hình thù rất là ghê tởm ha. Găng nanh các thứ. Quầy, đáng là chúng ta khám phá nha. Rồi, tạm thời công việc thám hiểm của mình đã xong á. Còn trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ nghiên cứu thức ăn yêu thích của cái nhóc Bachi kia, cũng như là Olu Bersarus, để chúng ta có thể làm bạn á. Và đặc biệt nhất, các bạn có tò mò về Ancient Remain không? Tập sau chúng ta sẽ giải mã về Ancient Remain á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày khám phá ở vùng sa mạc và thám hiểm nơi ở của Phara khủng long. Đồng thời chúng ta cũng chào đón diện mạo mới của Tremozilla khi trở về hình dạng nguyên thể. Các bạn thấy Tremozilla có ngầu hơn so với lúc đầu hay không? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Laproot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Bye bye.